Đây, tiếp tục từ buổi chiều hôm nay anh em mình lại đi vận chuyển cát đấy các bạn ạ. Mỗi cái này là được khoảng bao nhiêu cân? Cái gùi này mình cho đầy không? Không đầy được quá. Bè đó. Một cái bè này này. Nhưng mà khoác không đầy được quá. Anh đi ấy à? Có cái món gì không? Gì đâu. Tưởng có con ra chuột gì. Nếu con đánh được con chuột về bán thì bán cho em với nhá. Nó trồng lên đây bột đá hết rồi. Còn phải bên đây. Thế à? Ăn thịt chuột. Sóc chuột. Ngon đấy. Hôm nay sáng nay thì mưa tầm tã, mà chiều nay này nắng hửng lên, ấm áp, mà áo cộc tay được. Sáng nay khá là rét. Đây là thằng Trư nó chỉ cho cái cây gì, cái quả gì quay cho các bạn xem này. Gọi là quả gì chú nhỉ? Mông bảo là cúc cấu này, cây bảo là quả mông. Người Mông là cúc cấu à? Đây là quả to như kiểu như quả trứng trứng gà mình ấy. Cái quả trứng trồng nó nhà thấy cái hai mua ấy. À, nó có chua đúng không? Quả này ăn chua đúng không? À, có khi là quả mắc cọp. Quả trứng tròn này nó hay đấy, nhưng mà cái quả này ăn ba cạnh nó không hay. À, ba cạnh nó không lấy à? Có lại tròn tròn nó mới lấy đúng không? Đây, đi đường gặp mấy đứa bé này đi đi nương về đây các bạn này. Có củ gì đây? Cún ơi. Có măng à? Sắn này ngon chưa này. Hai đứa nó đi đào sắn về đấy. Đấy các bạn nhìn nhá. Khoảng 6-7 tuổi không ngồi điêu một tí nào luôn. Cái gùi gần cao hơn cái gùi có một tí thôi. Nhưng mà giỏi chưa? Quá giỏi luôn. Ây da, hai bà này đã ra được một đống này rồi cơ à? Ra làm nhanh thế. Vẫn cào cái chỗ này sâu xuống vẫn được nhiều phết rồi. Không mang theo cái ấy, mang mỗi cái giỏ này thôi á. Anh tưởng bọn em mang đi theo rồi. Trên kia là những người đi nương kìa các bạn kìa. Đang dìu nhau đi lên nương đấy. Công nhận nước suối này là mà có cái câu thì thích lắm. Thằng Trư nó bảo câu cá ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Kiếm lại cá quy ấy, nhiều lắm. Nó bắt được con gì ấy? Câu cá. Lấy con đấy câu á, à? Mày có mang theo câu đâu? Đâu? Lúc nãy hai đứa mang theo câu à? Thế nó lấy đâu ra nó câu một câu? Đây là những kiểu là kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên đây. Nó không cần đào run đào giếc các bạn ạ. Nó bắt cái con gì ở dưới cái hòn đá ấy. Tí nữa xem như nào. Đâu? Bắt về câu thật á? À? Cho vào cái đấy là... Con này con gì đây nhỉ? Thấy à, mày cao không? Cho cả nó. Ồ, cái con này con... Con này dạng như kiểu con sâu đá ấy. Bé tí như này à? Ừ, có tí. Nhưng mà có câu đâu, mày mang theo câu đâu? Cho thằng này. À, thằng này. Mang theo đây à? Này hôm nào vào đây đi chơi câu được ấy nhỉ? Không cần phao à? Không cần phao đâu à? Ờ. Hai phết nhỉ? Được bao nhiêu sáng? Hai. Ba. Bốn.
Kéo lên dốc vậy mẹ. Ngửa quay lại thì thôi đấy. Trên kia mà giải bạt rồi à? Không cần giải á? À? Chơi không đường luôn à? Ôi, năm chẻng được rồi. Sao mà đi được? Mày cát đấy, không phải gạo đâu, thóc đâu. Nặng lắm. Cái dây mày làm ấy quá, dây làm bé quá, dây to đỡ đau. Mang mỗi một cái này, không mang hai ba cái để anh còn giúp chứ. Ừ. Tí đi mượn đi. Tầm mấy chục cân? 30 cân à? Này bao giờ mới được khối cát rồi rồi. Chịu thật. Quay những cái thước phim gọi là thực tế nhất của dân bản cho các bạn xem. Đổ trên đường này. Ô cái này. Ừ, chắc là nó đi hay rồi nhà anh nhỉ. Đổ mà mình không lấy được ngay là đi ngay. Tức là xe lấy thì chuyển mà như thế để xe luôn chạy đi nhỉ. Chả thế. Mày đi lấy xe đi. Đi chung một đồ xa mà. Xong rồi mày mang theo một cái gùi nữa. À? Mang thêm một cái gùi nữa. Này. Ờ. Thì anh gùi đến đây mày chở xe máy. Nhá. Đừng đổ ra nữa. Mỗi phát được một nhúp. Chịu thật. Chưa làm cái kiểu này bây giờ. Thôi mày về lấy đi. Xong rồi lấy anh cái ba lô luôn nhá. Về lấy xe đi. Lúc này nó ở trên đáy 20 là nó bán 28. 20 lên đây bán 28.000 một lít. Thì bây giờ là xăng ở dưới đây 12. Thì trên này nó bán bao nhiêu? Cứ mua đi. Hết tiền đấy gì. Tối anh về anh giả cho, cứ bảo thế ông thế. Nhớ cầm ba lô anh nhá. Cả cái ba lô. Nhá. Để thử phát xem nào. Đi được không? Bảo nó vừa mang về mang hai cái bề rồi. Tí nữa một thằng chở thôi. Một thằng là khoác cái này. Thôi. Được rồi. Tí nữa nặng không đi được. Thôi. Ờ được rồi. Nặng quá. Ôi đổ hết lên gáy rồi. Bảo khoác thì vợ nó lại không cho khoác. Bà đi đâu đây? Ừ. Nặng thật đấy, vất vả quá. Luôn á. chơi lên vai luôn đỡ phải khoác à. Chịu. Nhìn cái cảnh này. Nhìn thương đấy. Nặng lắm không em? Nặng lắm, đi vừa vừa thôi. Vợ may khỏe. Vợ khỏe hơn chồng ấy nhờ. Khỏe lắm. Đi lên may là cái đường cái ở trên kia cũng so với mặt đường này cũng gần đúng không các bạn ạ? Khoảng 30 mét. Lên tít trên kia đổ trên kia. Thằng ấy nó về lấy ấy rồi. Cái xe chưa thấy ra. Ui ui nặng lắm. Thế mà em kia khỏe thật đấy các bạn ạ. Mình đi rồi này. Cái dây nó lại không đều nữa chứ. Lần đầu được chơi cái kiểu này luôn. Nó gằn hết hai cái vai này này. Cái này em ấy thiết kế nó không được to. To lắm.
Đây đồng cát đây. Ui bị đổ cái kiểu gì đấy. Mỗi lần đi được đúng 5 cái xẻng cát này các bạn. Mình gùi trên vai là khoảng 7-8 chuyến gì đó, nhưng mà phải nói là căng phết đấy, không đơn giản. Em gái kia cũng khỏe, người ta làm quen rồi, khỏe lắm. Được 2 phát không? Ừ. Thêm không? Thay. Đây là quả Suzuki của đại ca. Nổi như xe tăng ấy. Pạt 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 pạt. Số thì không có cần số nhá. Đấy. Các bác nhìn đây. Chắc là chả ai đi được xe kiểu này, mỗi ông này đây. Không có cần số, đi nguyên một số 1 luôn cái xe này. Máu đấy. Bao này nổi không? Đi đẩy sát người vào. Không lên dốc nó bổng đầu lên đấy. Sát yên ngồi vào đấy. Rồi không đổ đâu. Nổi không đây? Xe kêu như xe tăng thì sợ thật đấy. Đấy, mỗi lần vượt bao đống cát này anh em chuyển lên như này đây. Lên vai một mình à? Thử em nào, thử em nổi không? Đố đấy. Đố lên nổi đấy. 30 cân. Ây da, ây da. Ây da. Khỏe đi. Rồi thật đấy. Mấy chuyến rồi nhỉ? Chuyến thứ 5 nhỉ? Cứ xác định là khoảng 50 chuyến là được. Ui, nặng đấy. Con số dê nè. Cái này á, phải
tầm hơn 50 cân nhiều đấy. Nó phải tầm hơn 60 cân, 70 cân ấy. Nóng lắm. Bé nha. Mà bé tí nhỉ? Chưa? Đấy. Đây, các bạn nhìn cái khung cảnh như đông chưa? Cả một tập đoàn gọi là thiếu niên nhi đồng. Bọn nó đang được nghỉ học Covid này. Cứ ra suối này chơi này. Cầu trượt này, chơi câu cá này, rồi là tắm này, cởi chuồng ra tắm. Vui lắm, rất là đông luôn, phải đến hơn chục đứa ấy. Còn mấy anh em tôi thì làm bên này. Mãi chưa xong cái đống cát này. Cái chỗ mà sáng nay là được một đống này lấy đi hết rồi, gùi lên trên hết rồi. Giờ lại làm được một đống nữa. Công nhận. Trải nghiệm cùng cái này mình thấy biết là thật sự là vất vả lắm các bạn ạ. Biết bao giờ mới được cái nền đây. Chắc phải mất mấy ngày đấy. Bên kia gùi được à? Máu nhỉ. Đừng mấy xẻng. Hả? Năm chẳng à? Giờ này bé tí mà không đi học, nói tiếng Kinh thì không sõi. Năm chẳng khỏe đấy. Có khỏe đấy. Đây bọn trẻ con nó đi câu cái cá khuy này này. Ngồi tí được câu được mấy con, 4 con này. Cá ngon chưa? Ở đây thì các em bảo là nó còn rất là nhiều cá này nhá. Nhiều lắm. Bọn nó hay đi đắp với lại đi câu nhiều lắm. Ban đêm đi xúc cũng được. Nhiều. Về thôi. Đây khoảng một buổi chiều thì cả nhà làm được chắc là được hơn một khối cát. Anh Trư nó chở được hơn 10 chuyến. Buổi chiều đấy rồi. Có lẽ là về đâu các bạn ạ. Trời chập chập tối rồi, mọi người đang đi làm nương làm rẫy về rất là đông kìa. Và tối nay anh em mình sẽ ra đây bắt cá, kiếm bữa cá suối các bạn ạ. Kìa. Yeah. Trên đường về thì gặp cô gái bản đang đi nương về, tắm luôn ở suối, vừa đi vừa cầm cái lược chải. Khung cảnh rất là hay luôn, thanh bình. Thế người này, thế người ta ở đây thì cứ tối về người ta tắm luôn ở suối à? Ở trong kia kìa, ui. Ở trong khe kia kìa. Có mấy người tắm hay sao ấy? Làm chuyến nước à? Chuyến nước à? Ờ. Nốt chuyến cuối. Đây các bạn ơi, sau khi mà ăn cơm buổi tối xong thì mình cùng A Chư với lại mấy anh em quanh xóm đi kiếm đồ ăn các bạn ạ. Đi xúc cá ấy. Đại ca này còn mang theo cả cái màn cơ. Nhưng hôm nay thì các bạn đi hả? Mang hai cái điền đi thôi nhỉ. Mang ba cái đi, không sợ tối. Chị con nói là không có điền. Ờ, thế hai cái thì anh quay kiểu gì nhỉ? Ờ được rồi. Thôi hai cái cũng được. Nó máy này thì quay ban đêm rất là khó nhìn buổi tối nên là các bạn cực kỳ là thông cảm nhé. Nó không bật sáng được. Đây mấy đại ca này mang cả cái màn to ra ra ấy luôn. Kéo rách, ôi màn rách hết rồi thì lấy cái gì? Không bùa có bảo à? Bùa vào chỗ nào rách thì phải buộc vào chứ nhỉ? Đúng rồi đấy. Đấy con xì xì như kiểu gà. Xì. Đâu chứ ạ? Được hai con đầu tiên này các bạn này. Đấy. Ui cá này mà ăn gỏi thì ngon lắm ấy. Cái này ăn chua nhỉ? Cá này gọi là cá gì? Cá khuy phải không nhỉ?
mình chưa biết tên của nó. Cá bống. Không phải, không phải cá bống. Cá gì mà vằn vằn. Và cá này không biết. Không biết rồi. Chứng tỏ suối này có nhiều chứ nhỉ. Suối này có nhiều á, cả có là nữa. Nó nấp vào đá đúng không? Ồ. Đuổi, đuổi, đuổi. Ta thấy đèn này chắc nó chạy sao ấy. Không được con nào. Kia, chơi vào cái chỗ này này. Đấy. Ủa trơn thế. Hết bò. Anh đã được con, được một con. Bắt được một con đây. Con gì đấy? Con cá. Bắt vào tay luôn thật. Đâu? Mày thấy không? Ui, văn mẻ này được nhiều đấy. Em ơi, bắt này. Cho vào đây, cho gần gần vào đây. Mấy con này cắn đau lắm rồi. Con gì? Con gì? Con gì cắn đau? Con này. Ôi, lần này được nhiều này. Con này anh, con này cắn đau ấy. Thế á? Con này đau lắm à? Đây các bạn này, đếm nữa nào, thì được bao nhiêu con à? Tầm 10 con đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 con. Thôi, bắt đi. Gồ 20 con rồi đấy. Được vậy nhờ. Cái loại này mà ăn ở dưới em mà có nước chua mà ăn ăn, ăn cá nhảy ngon lắm. Ngày mai đi lấy nước chua ở trên kia. Nhưng mà mai nó đã chết mẹ rồi. Nó phải còn sống cơ, tươi nguyên cơ thì mới ăn được kiểu đấy. Đúng rồi đấy. Con bò không ấy. Ô, được một con nữa. Mới con. Mưa cả tá to không? Trời mưa xuống rồi các bạn ạ. Về thôi anh em, rút quân thôi. Chắc là cũng được đủ một bữa sáng. Được vài lạng ấy. Nói chung là cũng bắt cũng khó phết đấy, không đơn giản đâu. Mà trời mưa xuống rồi thì anh em phải rút thôi. Ăn cơm xong mới đi, đâm ra là cũng hơi muộn nữa. Đây cái món cá nướng của anh em tôi buổi tối hôm qua đấy các bạn này. Sáng nay ăn sáng để chút nữa là lên núi để đi bắt dê cho em Trư các bạn ạ. Đi mua dê cho em Trư. Ngon lắm, cả suối. Thưởng thức tí em nào. Ngon. Ngon nhỉ. Hôm qua em nấu với rau dạ, lúc nãy em nấu với rau gì ạ? Cái này này. Cái rau hôm qua ăn đấy. Rau gì nhỉ? Rau răm á. À nhỉ. Nấu cá suối này với rau răm à? Ngon thế. Ăn đi em, vợ Trư vào đi. Ăn sáng đi. Xong đi làm. Anh tí nữa thì hai anh em lại đi bắt dê nữa. Bình thường mình đi bắt nó có được nhiều hơn hôm qua không? Cái gì? Bảo mỗi lần đi bắt có được nhiều hơn hôm qua không? Cá. Ừ. Nhiều hơn à? Ngày hôm qua mình thằng em lại lấy nữa nhỉ. Yeah. Chăn nước chè à? Ôi, có lẽ là video anh em xin phép được kết thúc tại đây nhá. Bắt đầu vào ăn sáng xong là tí nữa là đi hành trình là đi mua đôi dê cho anh à, cho vợ chồng A Trư.